Quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua một ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Anh ơi, thấy cái gì? Cái gì đấy? Ôi ai chưa xong. Đấy. Nè 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 nè. Đâu đây đâu? Lên lên lên. Đi. Đi kìa 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 kìa. Ôi ơi. 2:30 rồi cô bác này. Vậy ở đây thì vừa rồi có một cái vết mà chắc là do là người trộm vật liệu cô bác. Không biết là vật liệu có bị mất gì không. Mùi này lượt hết lên rồi. Bây giờ phải đếm vật liệu á. Từ sợ rút sắt sao ấy, xử cả đếm mà. Đấy sau một cái quán thời gian mà chờ đợi cô bác này 03:24 với lại hiệu với lại sự phát hiện là ở bên kia có một cái ống đèn sáng kia mà cô bác này. Lâu lâu thấy sáng một lần rồi cô bác. Đấy. Lạnh hết. Phá lạnh. Đây cứ đến đêm là lạnh mà vào mùa này á, sắp rơi vào mùa đông rồi. Hoặc xử với ra kia rồi. Xử ra đang ngủ với nhau à. Xử đang ngủ nha. Xử ơi, đang ngủ à? Ngủ đây rồi. Lạnh không? Lạnh không? Không ạ. À. Không người à? Bác sĩ đi rồi. Có người bác sĩ rồi. Đấy, hôm nay tối nay thì cháu Lực lại tiếp tục là lên trên cùng em Sử là để trong vật liệu trên này cô bác này. Đầu tiên thì cho cháu Lực xin được mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Có lẽ hôm nay là cái thức phim mà khá là muộn rồi cô bác. Đấy, không biết là kia là ai đang đi đâu. Ồ, mấy mẹ con này với con đi đâu nhỉ? Đi đâu tối thế anh? À, sao mà chú về à? Có đi ăn cơm mà anh? À. Không, đang lên đây xem vật liệu thôi anh. Lên đây ngủ trong vật liệu thôi mà. Ngủ được 2 tối rồi. Tí lên đây chơi anh nhá. Có vẻ như là hở nhiều đấy. Sứ ơi! Lại đây xem nào. Sao lại hở nhiều đấy? À cái này thì không có sao cả. Từ chiều cháu Lực với các em để như thế thôi cô bác. Đấy bây giờ đến tối thì có vẻ là sương rất là nhiều đấy cô bác này. Quẹt một cái ướt hết cả tay luôn này. Đấy cho nên là cháu Lực phải mua bạt thì. Làm gì đây? Đấy cái bạt này thì cháu Lực mua cái bạt để chống nước rất là tốt cô bác. Đấy, trước khi lên thì phải đếm sát cũng qua một lần nữa xem nào. Bên này thì sắt ở bên kia có một đống rồi. Đấy chỗ này thì đủ rồi cô bác. Lại sắt ở đây nữa. Có lạnh không? Ở đây có lạnh không? Có. Lạnh à? Cháu Sự xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Đấy, vừa rồi thì anh cũng có lấy lên một con gà ấy, thì tối một tí nữa anh em mình đói thì anh em mình nướng ăn luôn. Vâng. Cái đêm thì thật sự ra mà nói cô bác nếu mà không
có gì để mà làm thì nó buồn ngủ rất là sớm, cho nên là cháu được cũng mua lên một con gà thì được một tí nữa để mấy anh em mình nướng. Em gọi cho Vân đi. Vâng. Em gọi cho Vân bảo là Vân là lấy củi lên nhá. Vâng. Gọi cho Vân lấy củi với lại lấy thêm một con dao nhá. Vâng. Chỗ đây ngủ có vẻ ấm không? Có. Anh vừa cũng chuẩn bị cả nước này. Con vâng. Cái này làm gì đây? Làm cái chất cú này. Chị con người chơi thật. À. Nó đu này. Vâng. Bây giờ em gọi Vân đi. Vâng. Rất là nhiều cái mũ và sẽ đá chia cho các em. Rồi. Thời gian lượn lượn đây một tí. Gọi được Vân chưa? Được rồi ạ. Được rồi ạ. Vâng. Bây giờ thì anh cũng mổ từ nhà sắn thôi. Anh bảo người ta thịt sắn thôi. Rồi tí anh em mình chỉ cần việc là nướng lên thôi. Bây giờ anh em mình đi kiếm Đi kiếm lá cây ra đây. Vâng. Mình kiếm lá cây. Kiếm lá này. Có cháy hay không ấy? Cháy hay không ấy? Rồi đấy, có cháy không? Đây đi xin chứ. Hả? Cái này á? Ờ. Cái xin chứ, có phải đi xin không? Không. Thế đi trộm à? Đừng. Cây này cây của ông à? À, là cây của ông nhà em đúng không? Ừ. Đấy, bỏ hết mấy cây đi lên trên cao đi. Đấy. Cái cây đây thì không phải là trộm đâu các bác nhá. Vừa rồi thì anh em nói trêu thôi. Là cây của ông của nhà em mà. Em Vân. Ôi, cái cây đẹp nhở. Được, không chịu anh làm cũng được. Chung là lấy hơ con một tí. Vân là ngủ với anh ở đây 2 đêm rồi nhở? Tối nay là tối qua với lại tối nay ngủ là 2 đêm rồi nhỉ. Hừa vừa đấy, tí nó nổ ấy này. Nhưng mà bây giờ anh em mình làm cái nào để như này này, đấy, tí mình để như này này, làm 2 cái móc. À đây có. Đây. Anh ở đây là anh lấy cái này nguyên cái này làm một cái luôn.
cũng nóng, hơi nóng nóng ấy nhở? Có nóng không? Nóng rồi. À, cái thức phi hôm nay thì chắc là cái chất lượng mà ánh sáng của nó thì sẽ là không có được đảm bảo và sẽ không có được rõ nét cho là bao nhiêu các bác. Thì rất là mong quý ông bà cô chú anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lưng. Ôi ôi, chặt sai rồi. Được chưa? Gà kẹp chưa? Thôi lấy gà cái ra kẹp đi. Sứ sứ. Đấy, bây giờ thì lửa thì đang cháy rất là to rồi các bác này. Anh em cũng nướng một con gà nữa. Được chưa? Đây. Đấy. Nào. Bẻ bẻ bừa cho anh. Đấy, bừa ra. Thôi từ từ bẻ bừa tí nhá. Tí kia nó gớ vớ ấy. Rồi, được rồi. Vần chặt cho anh một cây vần này. Vớt cho anh một cây xong rồi. Đấy chặt đôi ra. Đấy. Khối xa là tay nó. Ô nhưng mà bây giờ anh em mình lấy cái gì buộc đây? Cái to ấy. À nhỏ thôi, nhỏ thôi. Bụng nó phanh bụng nó. Nhỏ thôi để phanh cái bụng nha. Hả? Xử đi xuống kia kiếm theo có loại thép nào không? Nếu có thì lấy hai đoạn là buộc cả hai đầu. Không buộc một đầu cũng được rồi này. Được chưa? Đấy, vớt ra cho anh, vớt cái này ra. Đấy, đúng rồi, vớt nó sạch sạch đi. Đấy, ok. Ok. Cái thức phim hôm nay sẽ là mấy anh em sẽ cùng nhau nướng một con gà này là để trong vật liệu của bác ạ. Cái tối hôm qua thì cũng trong một đêm rồi thì không có chuyện gì mà xảy ra cả. Cái tối hôm qua thì vật liệu mới lấy lên đấy cô bác. Được chưa? Ngồi ra đây. Đây hồ anh cầm đấy. Cầm gà. Cầm cái cây. Đấy, thế thôi. Đại sứ đang đi kiếm dây á. Kiếm dây cái này ra đây thôi. Quá đặc cấp, quá ok, quá tuyệt vời luôn nhỉ. Dây bột đây. Có chưa không? Ây, không, dây đây không được đâu. Dây đấy chỉ cháy đấy. Dây đây không được, dây đây chỉ cháy. Bột là em đi. Hả? Không có á. Căng nhỉ, giờ không có dây. Em Vân ơi, em chẻ cái kia ra đi, để làm dây đi. Cái này á? Ờ, đúng rồi đấy. Chẻ ra để làm dây đi. Giờ bắt buộc, anh em mình phải làm vậy rồi. Bây giờ nóng rồi. Bây giờ nóng rồi nhỉ? Ở đây. Đấy, đúng rồi. Sứ ơi, chẻ ra một cây nữa em ơi. Một cây buộc đâu nữa? Buộc lên đây. Chẻ một cái nữa không? Chẻ. Con trâu nó hẳn chê nó. Đây này. Xong rồi sao thì cái chẳng có thể phá chín lo. Chẳng có thể phá chín lo chờ. Đấy là nói gì? Hả? Cây này già quá. Cây này già quá. Xoắn xoắn nó vào đi đây, xoắn xoắn. Đây, 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 đây. Đấy, đây như này. Vân đói chưa? Hả? À, đói nhỉ? Đấy, thịt gà thì sắp chín thôi. Đấy, anh mấy anh em nướng gà của bác. Bây giờ thì 9 giờ rồi. 9 giờ rồi anh em mới còn đang nướng gà. Chắc thì một tí nữa phải tầm đến độ 10, tầm 12 giờ như hôm qua thì anh em mới lại ngủ được cô bác. Gà sắp chín rồi nhỉ? Anh cứ cưới em nào. Từ từ.
phải chín rồi đấy. Bây giờ mình cho nó khô khô tí là được rồi. Cái đèn mình đâu nhỉ? Đấy, ở đây thì Sử lấy luôn cả cái bóng đèn năng lượng mặt trời của nhà em ấy ra. Ông với Hải đi ngủ rồi à? Vâng. Cái chó ở bên kia thì sủa rất là ấy đấy cô bác này. Đây ở dưới kia thì hôm nay cháu Lực với em Sử là hai anh em chỉ có đi chở được một chút vật liệu thôi cô bác. Xem ở trên này nó có bị rơi không? Ui. Đây chỗ này thì có con chó của nhà chú ở bên kia đấy. Thì nếu mà đêm có ai đi vào đây ấy cô bác thì chó sẽ sủa, thành ra là mấy anh em sẽ biết ở đây. Thế hôm nay thì cháu Lực cũng nghe tin rằng là có một cái cơn bão mà nó chuẩn bị mà tới ấy cô bác. Thì cháu Lực cũng đã mua bạt lên và quay lại làm lại rất là chắc chắn rồi. Cái phần xi này sẽ không có bị ảnh hưởng gì cô bác. Thôi anh em mình đợi gà một tí thôi nhỉ. Nha. Đây đây vẫn còn chảy nước ra một tí đây. Lạnh không? Đây cái áo này thì là được bác Trần Thùy Tiên gửi cho này à. Áo này rất là ấm nhỉ? Ấm không? Có. Đây áo rất là ấm đấy cô bác. Ở đây còn đỏ một tí thôi. Tầm 10 phút nữa. Anh em chế biến nước chấm thôi nhỉ? Đây, Vân cầm đây nhá, anh chế biến nước chấm nhá. Nước chấm thì mấy anh em cũng chuẩn bị từ nhà lên hết rồi cô bác. Anh em mình nướng ở đây cho một tí, anh em mình ra kia ăn nhá. Nào, sự cơm của anh ấy. Cắt ra một tí thì nó mới. Cái này làm như kiểu sinh tồn đấy nhỉ? Sử biết sinh tồn không? Sử biết á? Là kiểu như kiểu mình đi vào trong rừng sâu á. Nhưng hôm nay là mấy anh em lên trong vật liệu của bác. Tối hôm qua thì mấy anh em cũng có trong rồi. Nhưng mà đến tối hôm nay thì cháu Lực mua lên một con gà cùng mấy anh em để nướng gà luôn. Đấy, nước chấm này thì sẽ có vậy mặc. Sẽ có là hạt dổi với mắc khén của bác rất là thơm ấy. Cái nước chấm của cháu Lực là đi đâu thì đều có cả hạt dổi với là mắc khén của bác. Chỉ cần mở ra cái là cảm như là cái tiếng nước bọt của mình nó bị chảy ra ấy. Thấy không? Vì không? Đấy, thơm không? Đấy, ở đây thì là đều là hạt dổi rừng với lại mắc khén rừng của bác. Anh em mình cứ đấy đã, xong rồi tí chanh nữa. Bắt cả chanh vào. Ôi, anh xin phép là thái đây luôn nhá. Nha. Đấy, bây giờ anh em mình cất đồ đi. Ơ, cái chai Coca đâu nhỉ? Đây, bỏ qua đây đi. Tí quên. Cốc đây, bỏ cốc vào đây đi. Đấy, bỏ hết vào đây. Đây, Sử cầm đi, cầm. Đấy, gà này thì cháu Lực cũng chỉ ướp là mắc khén với hạt dổi rừng đúng không bác? Rất là thơm rồi. Thơm những nách luôn rồi. Tối hôm qua như anh ngủ mơ hay sao nhỉ? Vần với nhau đúng không? Hay là Sử? Ngủ cứ nằm mơ nói ơ à ơ chứ không biết là nói câu gì. Rồi bây giờ mấy anh em mình trông gà một tí đấy nhá. Wow, chín rồi. Ê. Ơ. Anh ơi. Ủa mà. Cái sau mới quạt. Sau một cái khoảng thời gian mà mấy anh em ăn nướng gà thì bây giờ cũng đã chín rồi các bác ạ.
Đấy, vật liệu thì có vẻ như là chiều hôm nay có trẻ con chơi một chút này cô bác này. Trẻ con đào thành húm thành húm. Có chỗ ngồi chưa? Ôi dồi, Sử đây ngủ rồi. Sử đây ngủ rồi. Đây, cầm cầm cái kia đi. Đưa cái này vào. Đây. Đấy, lại xin phép cô bác là vật tường thêm một lần nữa. Thôi, đừng, đừng lấy giải chứ. Thế mình ngồi ăn đâu nhỉ? Bó chân lên kia đi. Thôi anh em mình ngồi ăn đây luôn nha. Không lau chạp không? Cùng nhau xé đi. Đủ sạch mà. Bây giờ là mấy giờ nhỉ? Bây giờ thì anh em mình ăn xong là đi ngủ đó nhỉ? Đi rửa tay không đi ngủ? Cho bố miếng luôn nhỉ? Đó, thôi, chua quá. Chua quá. Tại cũng xin phép cô bác anh chị là cho Đức sẽ dùng tay để xé gà luôn này. Ai cùng nhau xé đi, thanh niên. Ăn đến đâu xé đến đấy. Xé cho miếng nhỏ nhỏ một tí. Ăn hơi kiểu vụi bặm một tí. Ăn thôi, lấy nước chấm để dứa đi. Này, nước chấm nó để dứa đi. Ôi. Đấy, bây giờ thì ăn này, ăn gà thôi. Đấy, ở đây chỉ một con thì sẽ đủ là bốn anh em ăn đỡ đói một chút được các bác. Đấy, bây giờ để cho Lực cùng xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng ăn đêm với lại bốn anh em. Mời tất cả ông bà nha. Con mời tất cả quý ông bà cùng ba anh em ăn gà bạc. Đây bạn thế. Ôi, ăn gà bốc nó phải thế chứ. Đây không phải là bẩn mà anh em mình xé gà thôi, ăn thôi. Ngon nhỉ. Mất công cả tối. Chua quá. Chua không? Vừa rồi cho nhiều quá. Bên đây Coca đâu nhỉ? Cốc đâu ấy? Cốc kìa. Ai tay ai không bẩn mấy góc nữa. Thứ nhá. Ừ, có vẻ như hơi trơn nhá. Tối nay ngủ là cấm mộng du nhá. Mày nghe mà chỉ uống Coca thôi các bác. Uống vừa vừa thôi, đêm buồn dậy á. Đang ngủ ấm rồi dậy. Anh em mình cụm ly cái nhờ. Ôi, rồi nó ngọt lắm. Coca này ăn với cái này hợp đấy nhỉ?
Anh em ăn xong là tí ấy, hãy rửa tay xa đấy. Xương để đây anh em ạ. Để nhá. Ủa cái chân đâu ấy? Gà này không có chân. Nướng nướng chín nó vần á. Bạt một chân đi. Bảo chân đâu rồi nhỉ? Thế nào mà nó đói thôi. Có một chỗ còn đỏ đỏ ấy. Hay là gọi thôi, tí anh em nướng tiếp. Mai mình ngồi lại là mình phải tháo đi chứ. Mai cô giáo học rồi. Trên bàn này im lặng, không có một tiếng gì luôn. Bây giờ muộn rồi gì nữa. Ở đây thì thường thường người ta đi ngủ mấy giờ? À, bật sự. 9 giờ. 9 giờ á? Ây, hơi 10 giờ. Có vẻ như là mấy anh em uống Coca nên là hơi bị nức một chút, thì rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm. À, sảng khoái thật. Bây giờ thì mấy anh em sẽ ăn một chút và đi rửa tay mọi cái thì cũng sẽ đi ngủ bác. Xem mà đêm nay có cái chuyện gì mà nó xảy ra không. Hiện tại thì vật liệu chưa chuyển vào hết thì cháu Lực sẽ cùng bạn Hiệu này với lại em Vân với em Sử này thì sẽ ngủ ở đây và trong vật liệu là đến sáng luôn cô bác. Này có thể là như lúc mình đang ngủ ấy cô bác thì kiểu trong nhiều đêm quá sẽ mệt mỏi một chút, nhưng mà anh em vẫn sẽ cố gắng xem, vẫn cố gắng hết mức để không cho nó để bị mất cái một cái bao xi nào cô bác. Bây giờ thì nếu mà để mất là những cái bao xi nào thì đó cũng là những cái giọt mồ hôi công sức của quý cô bác anh chị Mạnh Thường Quân đóng góp cho ba ông cháu, giúp cho ba ông cháu có một cái ngôi nhà để che nắng che mưa. Đấy, như vậy thì bây giờ vật liệu thì cũng đã lên đến đây rồi, nếu mà để mà mất nữa thì phải nói là thật sự là rất là đáng buồn cô bác ạ. Đấy, cái chuyện này thì không ai mong muốn là nó xảy ra cả. Này, bây giờ thì cũng không thể nói gọi là chỗ thôn em Sử có người lấy, lỡ đâu mà thôn khác người ta ra lấy thì sao không bác. Có thể như là một hai ngày đầu thì nó không có vấn đề gì, nhưng mà nếu mà thời gian mà cứ kéo dài liên tiếp mà không có vận chuyển được vật liệu vào thì chắc chắn là sẽ có những cái điều nó xảy ra, nó sẽ đi xa hơn đấy các bác. Anh em làm mỗi con mỗi kẹo cà phê.
Hôm nay cũng lạnh đấy, may mà mặc áo khoác. Hôm nay lạnh hơn hôm qua hay sao nhỉ? Nhau ơi. Hiện tại thì mấy anh em ăn uống xong thì cũng là 23:50 rồi có khác này. Đây, bác mấy anh em thì cũng đi ngủ thôi. Nhà Vân thì ở gần đây sao đúng không? Gần đây thôi anh. Nhà Vân thì ngay gần đây nhỉ? Vậy thì một tí về thì cầm dao về nhá. Dao mẹ đồ mấy vừa rồi cầm lên. Nhà thì có, đây lấy mấy con kẹo đi, tí vừa đi vừa ngậm. Thôi, đấy. Vân thì bảo là một tí nữa Vân sẽ đi về nhà và ngủ. Hôm qua thì em cũng ngủ cùng với cháu Lực với lại em Sử với bạn Hiệu ở đây rồi. Thế tối hôm nay chắc là chỉ có ba anh em mà ngủ thôi. Lạnh phết nhỉ? Lạnh rồi. Cho vật chân. Thế thì một tí ba anh em mình đắp chung một cái chăn thôi. Đấy, còn cái này làm gối nhỉ? Ôm nhau ngủ cho tình cảm. Ôm nhau ngủ cho ấm rồi. Giờ thì ở ngoài kia thì chó thì cũng không lấy sủa thì mấy đâu có bác. Chắc là mấy anh em cũng sẽ đi về ngủ luôn. Hay ngủ đây luôn đi. Rồi em về. Hả? Em về nhà. Về nhà? Về à? Nhưng mà nhà có cách đây xa không? Không, gần thôi mà. Gần thôi à? 100 mét thôi. 100 mét á? Thế ngay dưới đây thôi nhỉ? Ngay dưới đây thôi mà. Để đi về nhà lúc nào có cái gì bọn anh gọi phải lên nhé. Lúc nào bọn anh gọi em sang luôn. Thế đi thôi, bây giờ chắc bọn anh cũng đi ngủ thôi nhé. Tí cầm dao về nhá. Em cầm dao về. Bây giờ thì anh em cũng đi ngủ thôi nhỉ. Sư nhỉ. Ngủ một tí. Em thì em về nhá. Rồi thế về nhá. Về cẩn thận nhá. Có gì gọi phải lên luôn đấy. Không tắt điện ơi. Ở đây cũng tắt điện. Rén. Cái bóng đèn năng lượng mặt trời mà không phải tắt đâu. Cầm dao về em ạ. Cầm dao nhá. Anh ơi, thấy cái gì? Cái gì đấy? Hả? Ôi, ai kia sao? Đấy. Đây. Đâu, đâu? Bên. Cái gì? Kìa. Ôi. Từ. Hình như vừa có người vào đây lấy vật liệu sao ấy. Đi vào đây xem nào. Đây cầm đèn đi. Sử có đèn pin không? Hả? Vừa nó chạy xuống đây. Dưới này à? Còn hình như dưới này có vết này. Đây. Ủa đây chắc là có khi chạy xuống đây này không? Vừa rồi chó sủa rất là nhiều vừa rồi. Ô đây. Chắc là đi vào đường này rồi. Đúng rồi. Đây. Đây cái này. Phi thứ đây rồi. Hiện tại thì rất là muộn rồi cô bác này. 2:30 rồi cô bác này. Vậy ở đây thì vừa rồi có một cái vết mà chắc là do là người trộm vật liệu cô bác. Không biết là vật liệu có bị mất gì hay không. Hạnh. Từ anh em mình quay đi xuống cốt đất nữa. Ô đây có một con đường xuống mà. Nhưng mà chắc chắn là xuống cái đường kia rồi nhỉ. Đúng rồi, kia nó có viết ở kia rồi. Đây. Đây từ anh. Bây giờ anh em mình đi xem là có bị bớt vật liệu đâu không. Ui này. Ui.
Ui đây, lật hết lên rồi. Đếm lại đi, đếm lại đi. Bây giờ phải đếm vật liệu á. Đếm đi, đếm đi. Từ, sợ rút sắt hay sao ấy, xử cả đếm đếm xi măng nhá. Đấy, anh đếm sắt cho. 1, 2, 3 6, 7 8, 9, 10 sắt đóng đầy đủ nhá. Này sắt thì cũng vẫn đủ này. Xi thì xi đủ à? Từ anh xem đầu bên này nào. Đầu bên này thì đầu bên này chưa có dấu hiệu gì. Dấu hiệu gì hả cô bác ạ? À? Vừa rồi sắt cuộn này to chắc không lấy đi được. Sắt cuộn này to, cuộn tròn này. Vừa rồi thì xử sao, xử như thế? Đấy, chó sủa. Nghe đi, chó sủa à? Đấy, mấy anh em mà ngủ góc kia cô bác này, vẫn bật đèn mà còn dám vào đây để trộm ấy. Đấy, hiện tại thì mấy anh em thì cũng ngủ được một giấc rồi cô bác này. 2 giờ 32 phút rồi. Hôm nay thì cũng rất là may là cháu được em Sử cũng có lấy cái bóng đèn năng lượng mặt trời về, thành ra là anh em thắp sáng cả đêm luôn. Và vừa rồi thì chó xung quanh ở đây sủa rất là nhiều ấy. Bây giờ anh em mình che lại đã đi. Anh em mình cứ che lại đã đi. Mất vật liệu. Chỉ sợ là mất vật liệu thôi. Thôi anh em mình che lại đi. Vừa rồi lấy kéo. À, cái gạch này chắc là vừa rồi nếu mà kéo đi ấy, thì là kéo to. Thành ra là chắc là gỡ từng viên một này. Thảo nào vừa rồi chó sủa rất là nhiều. Vừa rồi sửa nghe đấy. Vừa đang ngủ ngon luôn cô bác. Xì thôi, sát thì cũng nặng, không đi được. Chỉ sợ xì thôi, xì thì chắc là có khi là mọi người một bao là thoải mái. Xì thì mà mót về là mai có thể dùng luôn. Nhưng mà sát thì nếu mà lấy về ấy thì nó rất là dài, thành ra là sẽ bị phát hiện rất là dễ, cho nên là người ta sẽ không có chọn cái sắt. Đấy, ở đây thì chắc là ngồi đấy từ rất là lâu rồi. Đây có dấu vết bàn chân đây này. Ở đây chắc là đeo giày này. Ở đây đeo giày này. Này, một cái dấu chân rất là to luôn này. Ở đây thì chắc chắn. Đúng. Ở đây chắc chắn là đeo giày rồi. Tầm đây phải tầm 2 người này. Ở đây phải tầm 2 người. Có một ánh đèn xuống dưới này thôi nhỉ? Hả? Sao lúc nãy có một ánh đèn xuống dưới này không? Vừa rồi thì lúc mà cầm cái đèn pin chạy ra đây ấy, thì có một ánh đèn mà chạy ra kia rồi. Chạy ra hướng góc bên kia rồi. Dây này dây gì đây? Che cẩn thận chưa? Che rồi. Đây nó là thanh sắt thôi, thanh sắt nó lòi đấy thôi. Như vừa rồi kéo sắt hay sao ấy? Nhìn sắt nó lòi ra đây. Hình như vừa rồi kéo sắt hay sao ấy. Sử ạ. Vâng. Bây giờ nhá. Bây giờ thì anh em mình cứ ra kia tắt đèn. Thật. Bây giờ anh em mình ra góc kia tắt đèn nhá. Tắt cả đèn chống ngủ. Không, cái đèn chống ngủ thì mình không phải tắt vội cũng được. Kệ nó đấy cũng được. Đấy, mình ra đây xem thì có không? Cái hướng gì nó thay đổi không? Đây, bây giờ tắt luôn cả cái đèn này đi bây giờ ấy. Bây giờ anh em mình phải đứng đây một lúc đó. Đấy, sau một cái quãng thời gian mà chờ đợi cô bác này, 03 giờ 24 phút thì cháu được với em với lại Hiệu với lại Sử phát hiện là ở bên kia có một cái ống đèn sáng kia các bác này. Đấy, lâu lâu thấy sáng một lần rồi các bác. Đấy, không biết là bây giờ cô bác có nhìn thấy không, nhưng mà hiện tại là cháu Lực lấy lại đi được một đèn đây đấy, sáng rất là to này.
không. Nhưng mà cái những trường hợp này thì đây mình đặt bật cái đèn màn hình lên nhá. Bật đèn màn hình lên. Đấy, đây kiểu sáng rất nhiều kìa. Đấy, chắc chắn là ở đây là có hai người này. Đèn hình như không thấy đâu nữa rồi. Kìa chạy chim. Đi đâu rồi? Anh em mình từ từ nhá. Ừ. Một tí mình anh em mình gặp là mày. Đi xuống sao kìa? Thật đi xuống nhá. Hình như đi kìa. Đâu. Đi xuống rồi. Ui. Thế thì kia là đi vậy rồi. Ủa đấy, đi xuống dưới kia rồi. Kìa, cái ánh đèn kìa. Ánh đèn kìa. Dưới này có đường nào đi không? Sử dưới này có đường nào đi không em? Quá. Thôi, anh em mình cứ bật đèn to đi. Vừa chắc là đi xa rồi. Đi bên kia rồi. Đấy, chắc là vừa rồi nhìn thấy cái ánh đèn của mình rồi. Đấy, bây giờ quái đi dép đâu. Đấy, chạy kịp quái đi dép đâu. Chân này, chân của Sử đây. Nhưng mà chắc chắn là ở dưới này có một người nữa này. Ở đây thì chắc chắn là có hai người cô bác ạ. Ê, có khi là chắc là cả hai cái đối tượng này chắc là gia đình cũng rất là lâu rồi cô bác này. Có khi là dình. Đâu. Ở bên kia vẫn còn một cái ánh đèn nữa kìa. Nhưng mà ánh đèn như này nhìn đến bây giờ đi rất là xa đấy. Thôi bây giờ thì anh em mình cẩn thận một chút thôi. Bây giờ mình đuổi theo nó thì một tí nữa có chuyện gì ra, có chuyện gì thì mình cũng không biết nữa. Dưới này vẫn chưa có động tĩnh gì. Dưới này thì chưa. Bật cái đèn này sáng lên chút nào. À, tắt cái đèn to đi. Tắt đi đèn đi. Tắt đi đèn đi. Lại đâu rồi? À, bây giờ thì mấy anh em đang đứng này đợi gọn tầm là hơn 30 phút rồi cô bác này. Đấy, bây giờ thì cũng khá là muộn rồi. 4:04 rồi. Cái bóng đèn kia thì không có thấy sáng nữa. Đấy, và ở dưới này thì không có hiện tượng gì nữa cô bác. Thì chắc là có khi là bây giờ anh em mình cũng đi về ngủ thôi. Đấy, cũng phải nói là cũng rất là may đấy. Khi mà mình để vật liệu ở đây, xung quanh ở đây hàng xóm đây có chó rất là nhiều, thành ra là người lạ vào cái người ta ném gạch hay là dùng cái tấm bạt gì, thành ra là mình cũng biết luôn. Đấy, vừa rồi thì lúc mà dậy đấy em Sử phát hiện ra là Sử phát hiện ra như thế nào em? Lúc đấy mà em phát hiện ra thì em nghe thấy tiếng gì đầu tiên? Tiếng chó đấy. Tiếng chó à? Tiếng cái bạt này ạ. Tiếng cái bạt này à? Cũng rất là may là chưa có chuyện gì mà xảy ra nhiều cô bác. Chồng ra kiểu gì nhỉ? Ở đây thì vừa rồi chắc là kéo một chút rồi. Đấy, nhưng mà kéo không được, tại vì là ở bên kia nó là xi, nó đè hết cái sắt này rồi. Đấy, ở bên này thì cái phía bên này đi bên kia thì xi nó cũng đè hết sắt rồi. Và bên này thì xi nó cũng đè hết sắt rồi cô bác. Thì bây giờ thì không có kéo được sắt nữa. Thành ra là phải lấy xi. Đấy, còn gạch với lại cắt với lại sỏi thì cái này thì không có sợ mất các bác, chỉ sợ mất là mối xi kia thôi.
Cái bánh em chạy còn không có đeo cả kịp và dép luôn cô bác ạ. Bây giờ thì chắc là mấy anh em sẽ cũng sẽ lại di chuyển là đi ra đây ngồi và ngủ thôi cô bác. Đây thì hình như là không. Chắc anh em mình phải đi tiếp xuống dưới kia có nước nhỉ? Còn dưới kia có nước không Sử? Không có đâu. Không có à? Anh em mình chắc là lấy cái gì lâu qua thôi. Hả? Cái kia lâu này. À. Thôi anh em mình lấy cái gối cái lâu thôi. Cái kia là cũng là cái gối lâu chân mà. Đây bây giờ thì hôm nay đến hôm thứ hai thì cái sự việc nó cũng xảy ra phải nói là rất là nguy hiểm các bác. Khi mà cháu Lực với em Sử với lại bạn Hiệu là túc trực ở đây là hầu như là 24/24 rồi các bác. Chỉ lúc nào mà về ăn cơm thì cháu Lực với em với lại bạn Hiệu mới di chuyển về ăn cơm. Nhưng mà ở đây về ăn cơm là vẫn phải có một người canh ở đây. Hôm nay có vẻ đau họng rất là nhiều rồi. Bây giờ thì cũng khá là muộn rồi. Đấy, anh em mình đi xem chỗ nào giật chân. Giật chân tay thì anh em mình cũng đi chập bắt một chút. Đấy, ngày mai thì anh em mình còn phải vận chuyển đi hết vật liệu đi vào đó. Vâng. Chứ không là cứ để tình trạng như này là anh em mình cứ ngủ ở đây trong vật liệu ấy. Vâng. Thì cái sức khỏe của mình nó cũng ốm đi, yếu đi rất là nhiều. Đấy. Bây giờ đi kiểm chỗ giữa chân. Bây giờ thì đi kiểm chỗ giữa chân đã.